Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình giới thiệu sản phẩm của Thế Giới Máy. Máy đun nước sôi được coi như là một thiết bị không thể thiếu trong các nhà hàng, khách sạn. Vì sử dụng máy đun nước sôi giúp cho công việc được liên tục, tránh tình trạng thiếu nước nóng phục vụ nhu cầu ăn uống của khách hàng. Vì vậy hôm nay Thế Giới Máy xin giới thiệu đến quý vị và các bạn dòng sản phẩm máy đun nước sôi 30 lít TK30. Máy sử dụng nguồn điện gia đình 220V 3kW với dung tích 30 lít. Kích thước 42 x 26 x 69 cm. Toàn bộ thân máy được làm từ inox sáng bóng, tránh hoen rỉ. Bên ngoài của máy chúng ta có thể thấy là một ống dẫn nước vào, một vòi nước xả, hai đèn báo, một đồng hồ đo nhiệt độ, một thanh chỉ nước. Một phao báo nước tự động giúp theo dõi mực nước, tránh tình trạng cạn kiệt nước dẫn đến cháy máy. Sử dụng đun nước nóng rất đơn giản, chúng ta chỉ cần cấp nước vào máy, cắm điện là máy sẽ tự động đun nước sôi. Khi sử dụng đến mực nước cố định, máy sẽ tự động bơm nước vào và tiếp tục. Sau đây tôi sẽ châm nước và chạy thử chiếc máy này để các bạn cùng xem rõ hơn. Đầu tiên tôi sẽ châm nước vào máy. Khi đã châm đầy nước, ta sẽ cấp nguồn điện cho máy. Cấp nguồn điện xong, chúng ta sẽ đợi đến nhiệt độ 100 độ C và chúng ta sẽ sử dụng nước. Sau khi đợi một thời gian ngắn thì đèn báo nhiệt độ chỉ đến mức đỏ, có nghĩa là nước đã sôi và chúng ta có thể sử dụng được luôn. Nước sôi ta có thể pha đồ ăn, thức uống. Và trên đây tôi đã giới thiệu đến các bạn dòng sản phẩm máy đun nước sôi 30 lít TK30. Quý vị và các bạn có nhu cầu đặt hàng hay tư vấn có thể truy cập thegioimay.vn hoặc hotline 028 3606 0006. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.